áp à, về rách giải bài tập full môn soạn văn hay nhất học livestream miễn phí tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu vào thư viện áp tải ngay áp về rách xin chào các em rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 7 học kỳ 2. Trong tuần học này, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một chủ đề mới. Unit 9 festivals around the world. Các lễ hội trên thế giới. Trước khi bắt đầu bài học, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là nội dung của chủ đề này bao gồm những gì nhé. This unit include. Bài học này bao gồm. Thứ nhất, phần từ vựng, chúng ta sẽ có hai phần nhỏ. Types of festivals các loại lễ hội và festival activities các hoạt động trong lễ hội thứ hai về phần phát âm chúng mình sẽ học trọng âm của từ có hai âm tiết về phần ngữ pháp chúng ta sẽ có hai mảng thứ nhất đó là giới thiệu về các cái câu hỏi h hoặc là wh questions và thứ hai đó là các cái cụ trạng ngữ. Về phần giao tiếp thì chúng ta cũng có hai phần nhỏ. Thứ nhất đó là asking and answering questions about festivals. Hỏi và trả lời các câu hỏi về lễ hội. Describing festivals. Và mô tả các lễ hội. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với phần Getting Started, The Festival Project, cái dự án lễ hội. Xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 26 và 27 giúp cô nào. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 5 hoạt động. Chúng ta sẽ cùng lần lượt đi tìm hiểu chúng nhé. Trước tiên, mình sẽ đến với bài tập số 1. Như thường lệ thì nội dung bài tập số 1 phần Getting Started của chúng ta vẫn là nghe và đọc. Trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta có thể quan sát bức hình và thấy đây là khung cảnh một lớp học. Lớp học có giáo viên và bốn bạn học sinh như trong bức hình. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi vào trong đoạn hội thoại giữa giáo viên và bốn bạn học sinh này để xem nội dung chi tiết của đoạn hội thoại giữa những người này là gì nhé và bây giờ cô cũng sẽ bật file ghi âm cho chúng ta Unit 9 Festivals around the world Unit 9 Page 26 Getting started. Activity one Listen and read. Which festival did you choose, Nick? Actually, I chose a Vietnamese festival. Oh, really? Which one did you choose? I chose the elephant race festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals. It must be amazing to see them racing. Okay, that's interesting. How about you, Mai? I chose the Bali. It's an Indian festival. Why did you choose it? Well, it's called the Festival of Lights, and it's a religious festival. I think candles are so romantic. And I love fireworks. There are lots of both during Diwali. That's a great choice. And you, Fong? I chose La Tomatina. It's held in Spain, in a small town called Bunol. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest. What do you like about it? For one hour, people get to throw tomatoes at each other. Wow, that does sound unusual. Okay, finally, me. I choose something a little different. It's a musical festival called Burning Man. It's held every year at the end of August. People go to the desert, make a camp and have a party. Wow, that's a new one on me. Sounds fascinating. Okay, I'd like you to write up your reports and hand them in to me by Chúng ta vừa nghe xong đoạn hội thoại giữa cô giáo, bạn Nick, bạn Phong. bạn my và bạn mai đúng không nào và bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch đoàn hội thoại này sang tiếng việt nhé which festival did you choose nick em chọn lễ hội nào vậy nick actually i chose a vietnamese festival thật ra em đã chọn một lễ hội việt nam oh really which one did you choose thật không em chọn lễ hội nào vậy I chose the elephant race festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals. It must be amazing to see them racing. Em đã chọn lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em thấy những chú voi là động vật tuyệt vời. Sẽ rất là tuyệt khi mà xem chúng đua. Oh, that's interesting. How about you, Mai? Ồ, oh, thật thú vị. Còn em thì sao hả Mai? I chose Diwali It's an Indian festival. Em đã chọn Diwali, nó là một lễ hội của Ấn Độ. Why did you choose it? Tại sao em lại chọn nó? Well, it's called the Festival of Lights and it's a religious festival. I think candles are so romantic and I love fireworks. There are lots of both during Diwali. Oh, nó được gọi là lễ hội ánh sáng và nó là một cái lễ hội tôn giáo. Em nghĩ rằng những ngọn nến thì rất là lãng mạn và em cũng yêu thích cả pháo hoa. Trong suốt cái lễ hội Diwali này thì có cả hai cái thứ đó. That's a great choice and you Phong? Đó là một lựa chọn tuyệt vời. Còn em thì sao hả Phong? I chose La Tomatina is held in Spain in a small town called Buñol. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest. Em đã chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ tên là Buñol. Nó là một lễ hội theo mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua. What do you like about it? Em thích điều gì ở nó? For one hour, people get to throw tomatoes at each other. Trong vòng một giờ thì người ta ném cà chua vào nhau. Wow, that does sound unusual. Okay, finally me. Oh, nghe thật không bình thường. Nào, cuối cùng là me. I chose something a little different. It's a musical festival called Burning Man. It's held every year at the end of August. People go to the desert, make a camp, and have a party. Em đã chọn một cái thứ gì đó hơi khác một chút. Đó là một lễ hội âm nhạc có tên là Burning Man. Nó được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 8. Mọi người đến sa mạc, dựng trại và tổ chức tiệc. Wow, that's a new one on me. Sounds fascinating. Okay, I'd like you to write up your reports and hand them in to me by dot dot dot. Wow, đó là một lễ hội mới đối với cô đấy. Nghe rất là thú vị. Được rồi, cô muốn các em viết một cái báo cáo và nộp chúng cho cô. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của đoạn hội thoại giữa cô giáo và bốn bạn học sinh. Bây giờ mình hãy cùng nhau chuyển sang trang số 27 để làm các cái yêu cầu của đề bài nhé. Như các em có thể thấy thì phần bài tập cho phần 1 của chúng ta sẽ bao gồm có A và B. Phần A yêu cầu chúng ta trả lời các câu hỏi, còn phần B yêu cầu chúng ta chọn đúng hoặc sai cho từng mệnh đề. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần A. Answer the following questions. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Bên dưới sách giáo khoa có đưa ra cho chúng ta 5 câu hỏi có liên quan đến bài đọc. Câu hỏi số 1. Did the teacher expect Nick to choose a Vietnamese festival? Why or why not? Có phải là cô giáo đã mong rằng Nick chọn một lễ hội Việt Nam hay không? Tại sao có và tại sao không? Để trả lời cho câu hỏi số 1 này, câu hỏi số 1 nói về bạn Nick. Vì vậy, chúng ta sẽ nhìn vào phần đầu của đoạn hội thoại nhé. Trong phần đầu của hội thoại, khi cô giáo hỏi bạn Nick chọn lễ hội gì, bạn ấy nói rằng bạn ấy chọn một lễ hội Việt Nam thì cô giáo đã bày tỏ một cái thái độ đó là gì? Oh really? Thật sao? Rất là ngạc nhiên đúng không nào? Khi mà chúng ta nói câu đó thì ám chỉ là chúng ta rất ngạc nhiên. Vì vậy, cái việc bạn Nick chọn một lễ hội Việt Nam là điều mà cô giáo không ngờ tới. Như thế câu số 1 chúng ta sẽ trả lời như sau. No, she didn't. Because she expressed her surprise by saying oh really okay bởi vì cô ấy đã thể hiện cái sự ngạc nhiên của mình bằng cách là nói oh really được chưa nào? Câu hỏi số 2 nhé. What do people do to celebrate Diwali? Nhắc đến cái lễ hội Diwali là cái lễ hội mà bạn Mai chọn đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ nhìn xuống phần bên dưới của bạn Nick một chút nhé. Đây chính là phần nói về bạn Mai và cái lễ hội Diwali. Bạn Mai có giới thiệu đây là một lễ hội của Ấn Độ này và nó còn được gọi là lễ hội ánh sáng. Đây là một lễ hội về tôn giáo. Trong lễ hội này thì có có nến và có trình diễn pháo hoa. Như vậy chúng ta nói người ta thắp nến và trình diễn pháo hoa trong lễ hội Diwali. Câu số 2 chúng ta có thể viết như sau. People light candles and display fireworks. Trong câu số 2 này thì hãy lưu ý giúp cô là bình thường cái từ light này các em thường biết đến nó là một danh từ với ý nghĩa là ánh sáng hay là bóng đèn đúng không nào? Tuy nhiên ở trong câu này thì chúng ta có thể biết thêm đó là từ light nó còn đóng vai trò là một động từ và khi đó thì nó mang nghĩa là thắp sáng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Which festival is held in a small town? Cái lễ hội nào được tổ chức ở một thị trấn nhỏ vậy? Hãy theo dõi cho cô vào cột bên phải của đoạn hội thoại, chính là phần tiếp theo của đoạn hội thoại, nói về bạn Phong và cô giáo trò chuyện với nhau. Bạn Phong nói, I chose La Tomatina is held in Spain in a small town called Buñol. Tại một thị trấn nhỏ có tên là Buñol. Như vậy cái lễ hội được tổ chức ở một thị trấn nhỏ đó là La Tomatina. Câu số 3. It's La Tomatina. Okay. Câu số 3 này khá dễ, chúng ta đến với câu số 4 luôn. Why does me think her festival is unusual? Tại sao bạn Mi lại nghĩ là cái lễ hội mà bạn ấy chọn thì không bình thường? Để trả lời cho câu hỏi số 4 này thì đương nhiên chúng ta sẽ phải nhìn vào phần trò chuyện giữa cô giáo và bạn Mi, đó là phần cuối của đoạn hội thoại. I choose something a little different. Hơi khác có nghĩa là unusual đấy. It's a musical festival. It's held every year at the end of August. People go to desert, make a camp and have a party. Đây chính là cái điều đặc biệt, cái điều không bình thường, không giống so với những cái lễ hội mà ba bạn kia nói. Chúng ta có thể trả lời cho câu số 4 như sau. Because to celebrate the festival people go to the desert. make a camp and have a party Go hỏi số 5. What should the students do after this discussion with the teacher? Các bạn học sinh nên làm gì sau cái buổi thảo luận với cô giáo? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy nhìn giúp cô vào lời thoại cuối cùng của cô giáo nhé. Ok, I would like you to write off your reports and hand them in to me. Cô giáo muốn các bạn ấy viết một cái báo cáo và nộp lại cho cô. Như thế câu số 5 chúng ta có thể viết là they should write up their reports and hand them in to their teacher. Trong câu số 5 này thì chúng ta có một cái cụm động từ hand in. Chúng ta hiểu là nộp nhá. Và nộp cho ai thì mình thêm to cộng với tân ngữ. Đó là nội dung của phần A. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập của phần B nhé. Take true or false. Hãy tích đúng hoặc là sai. Ở bên dưới chúng ta sẽ có bốn câu và mình cần xác định xem bốn câu này đúng hay là sai so với nội dung của bài đọc, nội dung của đoạn hội thoại. One, Nick chose the festival because he would like to see elephants racing. Bạn Nick đã chọn cái lễ hội này bởi vì bạn ấy muốn xem đua voi. Để trả lời cho câu hỏi số 1 này, chúng ta sẽ nhìn cho cô vào lời thoại số 4. Bạn Nick có nói: I think elephants are fascinating animal. It must be amazing to see them racing. Sẽ rất là tuyệt nếu như mà được xem đua voi. Như vậy là bạn ấy muốn xem đua voi đúng không nào? quay trở lại với mệnh đề số 1, chúng ta đã biết là phải lựa chọn true hay là false rồi đúng không nào? Đương nhiên đáp án của chúng ta sẽ là true. Câu hỏi số 2. The festival of lights is another name for Diwali. Lễ hội ánh sáng là một cái tên khác của lễ hội Diwali. Để biết được mệnh đề này đúng hay là sai, chúng ta hãy nhìn cho cô vào lời thoại số 8 nhé. Bạn Mai có đề cập đến Diwali ở bên trên và bạn ấy nói rằng nó còn được gọi là lễ hội ánh sáng ở bên dưới. Như vậy, Diwali và lễ hội ánh sáng là một cái lễ hội như nhau, chỉ là khác cái tên. Câu số 2 chúng ta tiếp tục lựa chọn True. Câu số 3 nào. People throw tomatoes at each other for one day at La Tomatina. Mọi người ném cà chua vào nhau trong vòng một ngày ở lễ hội La Tomatina. Để biết được câu số 3 này đúng hay sai, chúng ta sẽ quan sát sang phần còn lại của cuộc hội thoại. Cụ thể, nó là phần hội thoại giữa bạn Phong và cô giáo. Bạn Phong có nói là gì? Trong vòng 1 giờ thì người ta sẽ ném cà chua vào nhau. Như vậy thời gian ở đây là trong vòng 1 giờ, chứ không phải là một ngày như trong câu số 3 đề cập. Vì thế câu số 3 này ta sẽ lựa chọn false. Thông tin sai ở đây là one day và chúng ta phải chuyển thành one hour thì câu này mới đúng. Câu số 4. Burning Man is held in the desert. Cái lễ hội Burning Man được tổ chức ở sa mạc. Câu số 4 này thì đương nhiên là chúng ta sẽ lựa chọn true bởi vì như cái thông tin mà mình đã trả lời cho phần A thì cái lễ hội này được tổ chức ở sa mạc, người ta cắm trại và ăn tiệc ở đó đúng không nào? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ hai phần bài tập của phần số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Yêu cầu của bài 2 đó là chúng ta hãy viết những lễ hội ở trong hộp vào bên dưới từng bức hình, sau đó nghe và lặp lại. Bên dưới chúng ta có 8 bức hình là 8 cái gợi ý để chúng ta có thể tìm được tên của các lễ hội và bên trên này chính là tên của các lễ hội đầu tiên vô cùng quen thuộc với chúng ta đó là tết thứ hai christmas lễ giáng sinh thứ ba rock in royal thì đơn giản đây chỉ là cái lễ hội nhạc rock thứ tư water festival lễ hội nước easter có bạn nào biết Easter là gì không? À, đây là lễ phục sinh. Cannes Film Festival. Liên hoan phim Cannes. Halloween. Lễ hội hóa trang. Ghost Day. Ngày ma quỷ. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhìn xuống bốn bức hình để tìm tên cho chúng nhé. Bức hình số 1 Bức hình này dễ quá, chúng ta có rất nhiều những người dân, có cả người lớn và trẻ con và rất nhiều nước phun xung quanh, như vậy chắc hẳn đây là lễ hội nước rồi đúng không nào? Water festival. Bức hình số 2. Chúng ta có một cái gợi ý khá là rõ ràng trong bức hình này. Cinemas. Phim À như vậy. Bức hình số 2 này nói về liên hoan phim Cannes. Bức hình số 3 thì sao? Chúng ta có rất nhiều những mặt nạ và hình nộm ma quỷ. Như vậy, đây là Gosh Day. Bức hình số 4 vô cùng quen thuộc đối với chúng ta từ bé đến giờ. Mình có hình ảnh của câu đối, bánh trưng, bánh giò vân vân. Đây chính là ngày Tết. Bức hình số 5 thì sao? Bức hình này là lễ hội nhạc rock các em nhé. bức hình số 5 này thì cô nghĩ là sẽ hơi khó đối với các bạn. Vì vậy có một cái mẹo đó là chúng ta có 8 bức hình tương ứng với 8 cái tên thì mình có thể điền những cái tên, điền những cái lễ hội mà mình đã biết trước. Sau đó thì đương nhiên cái còn lại mình không biết nó sẽ là cái bức tranh còn lại. Tiếp theo chúng ta đến với bức hình số 6. Bức hình này thì chúng mình cũng rất là hay gặp trong các bộ phim hoạt hình đúng không nào? Đây chính là lễ Giáng sinh, Christmas. Tiếp theo, bức hình số 7, chúng ta có một quả bí ngô và tất cả chúng ta thì đều biết rằng quả bí ngô là một biểu tượng của lễ Halloween. Và bức hình cuối cùng chúng ta có quả trứng phục sinh. Như vậy, ở đây đang muốn nói đến lễ phục sinh Esther. Ok. Bây giờ cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm cho chúng mình. Các em hãy theo dõi xem là mình đã làm đúng chưa nhé. Unit 9 Page 27 Getting started. Activity 2 Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat. 1. Water Festival. 2. Cannes Film Festival. 3. Ghost Day four Tet, five Rock in Rio, six Christmas, seven Halloween, eight Easter Như vậy là chúng ta đã nối đúng những cái tên với các bức hình rồi đúng không nào? Bây giờ đến cái bước số 2 đó là nhắc lại các cái tên của từng lễ hội này. Cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm, chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại tên của từng lễ hội nhé. Unit 9. Page 27. Getting started. Activity 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat. 1. Water festival. Water festival. Lễ hội nước. 2. Cannes film festival. Cannes Film Festival Liên hoan phim Cannes 3 Ghost Day Ghost Day Ngày ma Quỷ. 4 Tet Tet Ngày Tết 5 Rock in Rio Rock in Rio, lễ hội nhạc rock ở Rio. Six. Christmas. Christmas. Giáng sinh. Seven. Halloween. Halloween. Lễ hội hóa trang. Eight. Easter. Easter. Lễ phục sinh. Chúng ta đã nắm được cách phát âm và nghĩa tiếng Việt của tám cái lễ hội này rồi, và bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 3 để tìm hiểu thêm về các lễ hội này một chút nhé. Yêu cầu của bài 3 đó là chúng ta hãy nối những cái lễ hội ở bên dưới với các lý do mà chúng được tổ chức. Ở đây thì chúng ta có bốn cái lý do và ở bên dưới là bốn nhóm lễ hội. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của các cái lý do này nhé. Religious thì chúng ta biết rồi, đó là tôn giáo. Seasonal theo mùa. Music or arts âm nhạc hoặc nghệ thuật. Superstitious mang tính chất là mê tín. Quan sát ở bên dưới bốn nhóm này. Đầu tiên chúng ta có Rock in Rio và Cannes Film Festival. Cái bên trên thì về âm nhạc, cái bên dưới thì về phim. Như vậy nhóm đầu tiên này đó là Music or Arts. Tiếp theo chúng ta có Tate và Water Festival. Cả hai lễ hội này nếu cô nhớ không nhầm thì lễ hội nước cũng là một trong những cái lễ hội diễn ra vào dịp Tết của đất nước Thái Lan. Nếu như cô nhớ không nhầm. Vì thế chúng ta có thể xếp hai lễ hội này vào hai lễ hội theo mùa Seasonal. Tiếp theo, chúng ta có Christmas, Easter, giáng sinh và lễ phục sinh hai lễ hội này thì đều là hai lễ hội mang tính chất là mê tín mang tính niềm tin tôn giáo superstitious và halloween và ghost day đương nhiên nó sẽ là religious Chúng ta đến với bài tập số 4. Compare your answers with a partner. Hãy so sánh câu trả lời của em với một người bạn. Ở đây sách giáo khoa có cho chúng ta một cái example, một cái ví dụ. I think rock in Rio and the Cannes Film Festival are music or art festivals. Mình nghĩ lễ hội rock ở Rio và liên hoan phim Cannes là lễ hội nghệ thuật và âm nhạc. I agree. Mình đồng ý. Which do you think of seasonal festivals? Bạn nghĩ cái lễ hội theo mùa là gì? I think Christmas and Easter. How about you? Mình nghĩ đó là Giáng sinh và lễ phục sinh. Còn bạn thì sao? I think Halloween and Ghost Day mình lại nghĩ là lễ hội hóa trang và ngày ma quỷ. Như vậy chúng ta có thể thấy là bài tập số 3, chúng ta có thể điền theo những cái suy nghĩ những cái ý kiến của chúng ta. Sau đó thì mình sẽ trao đổi cái ý kiến của mình ở phần bài tập số 4. Đến với phần bài tập số 5 thì chúng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Can you add Any more festivals to the groups in 3. Bạn có thể thêm vào những cái lễ hội nào ở các nhóm trong bài tập số 3 nữa không? Thì các em có thể liệt kê thêm một số những cái lễ hội khác mà chúng ta biết nhé. Ví dụ như lễ hội theo mùa, seasonal festival thì chúng ta có thể kể thêm ví dụ như là Trung thu chẳng hạn, Mid Autumn Festival hay là Lễ hội về mặt tôn giáo thì chúng ta cũng có thể kể một cái tên Thanksgiving, lễ tạ ơn Vân vân, nói chung là bài tập số 5 này nó phụ thuộc vào cái cái hiểu biết của chúng ta nhé Và cô thì cũng không hiểu biết nhiều cho lắm về các cái lễ hội Nên cô chỉ đưa được cho chúng ta hai cái tên gợi ý thôi Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây cũng là kết thúc rồi Hy vọng là thông qua cái bài học này chúng ta đã biết nhiều hơn một chút về một số những cái lễ hội trên thế giới. Cô rất cảm ơn sự chú ý của các em trong suốt bài học này. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Khóa học về dách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách